Xin chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay thăm vườn cà phê là tiếp tục chia sẻ lên những công việc và cà phê của Sông Hai Miền làm nó như thế nào. Thì cùng quý anh chị và các bạn tham khảo và chia sẻ cách làm của chúng ta như thế nào. Cà phê thì Sông Hai Miền cũng xin phép trước, cũng vẫn là thà ngọn đã thân. Để quý anh chị nào ham ngọn thì cùng tham khảo nhé, cái Sông Hai Miền nhé. Thì Sông Hai Miền này thì ở cái đoàn dưới đây thì quay nhiều rồi, cũng chia sẻ nhiều rồi, nó như vậy. Bây giờ Sông Hai Miền sẽ cho quý anh chị coi cái đoàn gọi là từ trên nhìn xuống nhé, nhìn từ trên nhìn xuống. Bây giờ nhìn ở dưới đây mình nhìn nhiều rồi, ví dụ như thế này bạn, thì chúng ta đã nhìn thấy thế này đấy. Chúng ta đã nhìn nhiều rồi. Bây giờ Sông Hai Miền sẽ lên trên ngoài và nhìn xuống coi cảnh dự trữ ở các trường tên này nó như thế nào, để cho quý bà con chúng ta trồng cà phê cũng biết. Hôm nay thì thôi hay ốm đấy, nhưng mà cũng ra thăm vườn thì cà phê chưa chín, nhưng mà cũng chưa chín, cho nên sẽ làm một clip nhìn từ hướng trên cao xuống. Thì trong vườn thì cũng đã có cái thang rồi. Bây giờ Sông Hai Miền sẽ bước lên này, bước lên thang này. Thang này cao à, mình làm cao thang này là 4 mét, nhưng mình thoa ra thế này thì còn ra thì bớt còn 3 mét này, hơn 3 mét gì đó. Trời hơi tối này, quý anh chị hiện đây là nhìn ở trên cao nhé. Sông Hai Miền thì trồng cà phê thì xen canh nhiều cây lắm. Đây này, đây nhiều cây đây. Đây là cũng mình đang đứng ở ngang cái ngọn nó thôi này. Mình giơ tay mình lên cho các anh coi cái ngọn này, thả xuống nhé. Nhìn mình thì đây, cây này, đây cây này, mình cũng mới đang đứng ở trên ngọn, nó cao quá. Không quay mà cây gần nhất của mình đi, trên nó kia cho nó nhìn thấy dễ. Tức lên ánh sáng một xíu quá. Đây như cây này này, cái này là mình đứng ở trên ngọn nó được này. Này, quý anh chị coi cây này mấy ngọn nhá, để cho các miền đếm nhá. Đây 1 ngọn này, 2 này, 3 này, xa kia 4 này, 5 này, 6 này, là cái gốc này là để 6 ngọn. Đấy, không biết camera mình không lấy được hết được. Mình sẽ để cao lên cao coi nó có lấy được hết không. Đấy là nó rồng cơ đó. Mình nhìn ở dưới thì thấy nó thoáng, nhưng ở trên là nó như cao như thế. Cây bên này cũng thế luôn. Đây cây mà không lấy hết được đâu. Cây này cũng thế, chúng ta cứ đứng gần gốc nào thì lấy được gốc đó thôi. Bây giờ sẽ xuống một đoạn xíu nữa các nhá. Đây, nhìn đây là mình quay ngang nhá. Quay ngang với cái ngọn nó này. Thì nhìn thấy phải nói cũng đá luôn. Đây cây bên kia nữa này, mình ở nhìn trên cao xuống này, cây xa của cây này nhá, mình sẽ lắc qua nhá, nhìn trên cao xuống coi như thế nào nhá. Mình sẽ phóng to lên coi nhá, anh chị có thấy nhìn thấy không, ở xa này cũng có quà nhá, nhưng mà nó không rõ nét được. Này đó,
số hoa miền quay cái chiều lên. Thì bây giờ thì cho quý anh chị quay cái cây mình quay mà các đoàn dưới nó thì như thế rồi. Đấy, quý anh chị coi này, quả nó nhá. Thì số hoa miền sẽ đưa đi tham khảo vài cây, không lại nói thôi quay chắc cái cây chỗ có quả thôi là nó không đúng được. Cái đây này, đây cái thang của mình là mình xuống là mình quay luôn. Không, cho đi nhá quý anh chị. Thì hôm nay thì cà phê cũng gần chín rồi đấy, mà năm nay cà phê được giá thì thôi cũng phấn khởi, nói chuyện cũng vui vui. Thì cà phê bà con mà cà phê được giá này thì tất nhiên rồi, mà chúng ta đầu tư rất ít, không tốn bao nhiêu tiền công thì càng được lời nhiều. Và là bà con chúng ta, vâng, đây như thế này, thấy không, đây nữa này, cây này này, quý anh chị coi. Cả sông hai miền là nó không có chín, nhưng mà nó chín rất cực kỳ ít nhá. Có nghĩa là những cây nó chín, chắc chín là phải chín đều đấy. Có chín một hai quả một chùm thôi thì mình để lại đây, khỏi đi hái, để khỏi tốn công. Khi nào nó chín đều hết một lần thì chúng ta sẽ hái. Cao lắm, đây, có đây cây tiêu này. À, qua theo qua đây coi nhé, bước qua này, quá đồ nó cao tút lút trên này mà quý anh chị. Đấy, ở dưới nó là thế này này, cho quay cho thoáng này, này dưới nó là thoáng thế này, ở trên nó là nó như vậy, cho cái bên này thế này cũng thế, không là thoáng thoáng nhá, nhìn lên trên này coi có thấy đây này, này trên này mà trên này có cái cây gòn nó che bóng á. À, mình ra một cái chỗ thoáng này nữa coi. Cái chỗ thoáng này nữa coi. Đây, cái chỗ thoáng đây này, quý anh chị. Sông hai miền trồng hai gốc gần nhau. Ngày xưa trồng cách 3 mét không, bây giờ mình phá đi á. Cây nó chết thì mình phá đi, mình trồng hai gốc luôn. Quý anh chị coi có mấy cái ngọn nó ngã xuống này. Đây, quý anh chị coi cao cao nhé. Đây này, đây nó ngã rồi. Đây, quý anh chị nói là hai cà phê, trong hai mình cũng nói luôn nhá, quý anh chị sờ nó cao hái không được, không phải đâu đây này, khi nó nặng nó ngã xuống thế này, chúng ta sẽ hái thôi. Như cây này mấy ngọn luôn, nó cây này một này, hai này, quý anh chị thấy bên kia thế này đó, đây nữa này, hay là vòng qua bên này đi, vòng qua theo sông hai mình coi, đây. Đây, cái đây là không chưa ngã là như vậy. Đây, ở bên kia nữa này. Thôi, clip đến đây xong hai miền xin kết thúc ở đây. Quý anh chị nhớ coi chia sẻ cho xong hai miền. Chia sẻ và thích nhá. Bấm luôn thích. Để làm thế nào? Để cho nó loan tỏa cái cách trồng cà phê này. Đến với quý anh chị bà con nào chưa biết nhá. Thì quý anh chị hãy cứ chia sẻ đi, chẳng có cái gì đâu, cứ chia sẻ để cho quý bà con của chúng ta cho biết cách này á, cách trồng cà phê này, thì ai muốn học theo để người ta biết, để học người ta học theo để làm theo mình thôi. Xong mình cũng kính chúc quý anh chị và các bạn có nhiều sức khỏe. Xong mình xin chào.